Xin chân thành cảm ơn Asus và MSI đã tài trợ cho chuyến đi Computex lần này. Hiện tại thì mình đang ở trước cửa chỗ tòa Taipei 101. Taipei 101, biểu tượng của châu Á. Châu tòa Á 101 tầng. Châu Á hay là châu Á luôn đấy. Cả châu Á luôn à? Tòa 101 tầng và có hình 101 trong đồng xu, anh em không biết có thấy được không. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi thăm Gigabyte. Gigabyte ở ngay trên tầng 36 này. Tầng 36. Xin chào tất cả các bạn, hiện tại mình đang đứng tại tầng 36 tòa nhà Taipei 101 ở Đài Loan. Và đây chính là trụ sở chính của Gigabyte. Và ở tầng 36 thì Gigabyte đã có một booth riêng của mình tại tầng 36 này. Và ở đây sẽ có một số sản phẩm mới của Gigabyte và mình sẽ giới thiệu những sản phẩm đấy cho các bạn. Đầu tiên thì nó sẽ nằm ở ngay tay mình đây, đấy chính là chiếc SSD mới của Gigabyte. Một sản phẩm cực kỳ mới mà Gigabyte vừa sản xuất, đấy chính là một chiếc SSD. Và dung lượng của chiếc SSD này là 512GB. Và nó là SSD của là giao thức là SATA 3, thì nên là tốc độ của nó sẽ khoảng tầm là 500MB một giây. Thông thường thì những SSD SATA 3 thì sẽ có tốc độ xem nhau thôi, nhưng mà mình nghĩ là với một chiếc SSD của Gigabyte như này thì độ ổn định của nó khi sử dụng thời gian dài sẽ khá là cao. Bởi vì mình cũng chưa test được hiệu năng thực tế của nó như thế nào, thế nên là mình sẽ chờ có một phiên bản về Việt Nam thì mình sẽ đánh giá chi tiết hơn cho các bạn. Và về chi tiết về phần cứng của chiếc SSD này thì nó sẽ sử dụng là chip nhớ của Toshiba và là nó sẽ sử dụng là TLC NAND. Thế nên về chất lượng của nó sẽ khá là ok để các bạn có thể sử dụng để render hay là làm những tác vụ liên quan đến đồ họa. Tiếp đến sẽ là sản phẩm thứ hai của Gigabyte mình muốn giới thiệu tới các bạn, đấy chính là kit RAM mới của Gigabyte. Ở đây các bạn có thể thấy thiết kế của nó rất là vuông vắn và ở trên còn là cắt kim cương nữa, trông nó cực kỳ sang trọng và mạnh mẽ luôn. Rồi màu chính của nó sẽ là màu bạc. Ở phía dưới chúng ta sẽ có là logo đầu chim của Aorus và dòng chữ Aorus. Với một cái logo như này thì các bạn sẽ không sợ là mình sẽ cắm ngược RAM đâu. Bởi vì nó các bạn cứ để thẳng đứng như này, các bạn cắm vào vỏ cây thì chắc chắn là nó sẽ cắm đúng chiều. Và ở phía trên các bạn sẽ có một tấm màu trắng tản sáng của LED RGB. Ở bên trong nó là LED RGB theo dải luôn nhá, chứ không phải là một màu đâu. Và cảm nhận của các bạn như thế nào về LED RGB thì mình sẽ show ra cho các bạn xem mà mình sẽ không nhận sai đâu. Rồi ở Việt Nam Gigabyte có một động thái khá là hay, đấy chính là khi Gigabyte bán ra một kit RAM như thế này, có nghĩa là một kit RAM 2x8 như thế này của Gigabyte, thì ngoài 2 cây RAM thật mà các bạn có thì các bạn sẽ được tặng kèm thêm cả 2 cây RAM giả để các bạn làm cho chiếc vỏ cây của mình trông đẹp mắt hơn, trông nó đầy đặn hơn và nó sẽ không bị trống. Bởi vì nếu như các bạn có cắm 2 cây thực bình thường vào thì nếu mà chỉ có 2 cây thì nó nhìn khá là trống. Mà Gigabyte sẽ tặng thêm cho các bạn 2 cây giả như thế này thì khi cắm vào nhìn nó sẽ đầy đặn hơn và đẹp mắt hơn rất là nhiều. Ở đây các bạn có thể thấy về thiết kế bên ngoài nó vẫn giống như là thanh RAM thật thôi, nhưng mà nó sẽ không có cái chân tiếp xúc ở đây. Đấy. Rồi về chip nhớ ở trên thanh RAM này thì chip nhớ ở trên thanh RAM đang sử dụng là chip nhớ của Samsung. Thế nên là các bạn hãy cứ yên tâm về chất lượng của nó. Chất lượng của những sản phẩm Gigabyte là cực kỳ cao. Và với chip nhớ của Samsung thì nó sẽ hứa hẹn cho các bạn một khả năng ép sung rất là tốt. Và như mình thấy thực tế ở đây thì với thanh RAM này nó sẽ có bớt là 3200MHz và card của nó là 19. Thì 3200 mà card 19 sẽ là khá là cao, nhưng mà mình nghĩ các bạn sẽ hoàn toàn có thể chỉnh tay mức card này xuống thấp hơn. Và tiếp tục đến với sản phẩm thứ 3 ở đây, đấy chính là mẫu chuột Aorus M5 mới của Gigabyte. Ở đây thì Gigabyte vẫn chưa dán thông tin gì của mẫu chuột này ở lên đây, thế nên là mình vẫn chưa biết được là sensor của mẫu chuột Aorus Gaming M5 này sẽ là sensor gì. Nhưng mà nhìn qua về thiết kế các bạn có thể thấy là Gaming M5 của Aorus đã đẹp hơn phiên bản M3 khá là nhiều. Bởi vì phiên bản M3 các bạn sẽ chỉ có LED ở phần cuộn con lăn này, rồi các bạn sẽ chỉ có LED phần đầu chim ở đây. Thì bây giờ Gigabyte đã tạo ra thêm hai cái phần giải LED ở đây nữa, một phần ở bên phải, một phần ở bên trái như thế này. Thì các bạn sẽ có thêm nhiều LED RGB hơn thì nó sẽ đẹp mắt hơn. Và form cầm của Aorus M5 thì nó vẫn giống như là form cầm của M3, có nghĩa là nó sẽ khá là to, nó giống như là của Razer DA ấy.
Rồi ngoài ra mình thấy một điểm đánh giá rất là cao nữa của những mẫu chuột của Gearbyte, đấy chính là khi các bạn tăng giảm DPI đây, thì cái đèn LED ở đây nó sẽ nhảy theo cái mức DPI đấy của các bạn. Và max DPI của mẫu chuột này là 16.000 DPI. Rồi có một điểm nổi bật nữa của mẫu chuột Aorus mà mình muốn nhấn mạnh với các bạn, đấy chính là nó sẽ có thể tăng giảm được cái trọng lượng của nó. Các bạn sẽ có 5 tạ để có thể tăng giảm trọng lượng của chiếc chuột này. Mỗi cục tạ sẽ có trọng lượng là 2,5 gram, thế nên các bạn có thể giảm tối đa hoặc tăng tối đa của nó là 12,5 gram. Với một mẫu chuột mà có trọng lượng chênh lệch nhau khoảng tầm 110 gram thôi là các bạn đã có thể cảm giác được là nó nặng nhẹ hơn như thế nào rồi. Và khi các bạn tăng giảm được trọng lượng thì khả năng cầm nắm của các bạn cũng sẽ có thể cải thiện hơn và sẽ phù hợp với cá nhân mình hơn. Và nếu như các bạn chơi những tựa game như game bắn súng ấy, thì một mẫu chuột nhẹ sẽ giúp các bạn chơi thoải mái hơn khá là nhiều. Và tiếp đến với sản phẩm thứ ba, đấy chính là một mẫu nguồn mới của Gearbyte, thì chúng ta sẽ đi ở phía sau này. Sản phẩm mới cuối cùng của Gearbyte mà mình sẽ giới thiệu tới các bạn, đấy chính là bộ nguồn mới của Gearbyte. Đây chính là bộ nguồn Aorus AP850GM, một bộ nguồn do chính Gearbyte sản xuất chứ không phải là OEM nhá. Với các hãng thông thường thì họ sẽ là gửi cho các hãng khác để OEM bộ nguồn riêng của mình, nhưng với Gearbyte họ đã tự sản xuất ra bộ nguồn riêng của mình với công suất là 850W. Về thiết kế bên ngoài các bạn có thể thấy là nó khá là đẹp đúng không? Ở đây nó sẽ có những hoa văn của Aorus, ở đây có biểu tượng logo Aorus luôn. Nhưng mà mình không thích một cái, đấy chính là cái phần dán này của Gearbyte họ làm khá là... Mình không thấy nó cao cấp lắm. Mình nghĩ nếu mà ở đây là kiểu tấm kim loại rồi Gearbyte dán vào thì nó sẽ là cao cấp hơn rất là nhiều. Và nó cũng sẽ tạo ra một cái độ bền nhất định cho những cái miếng dán như thế này. Nhưng mà nhìn chung thì về thiết kế tổng quan nó khá là ổn. Rồi phía sau ở đây các bạn sẽ là nguồn full module. Nhưng mà bởi vì đây sẽ là bản sample, thế nên là nó sẽ không đánh dấu là những cổng nào để cắm những cái gì. Nhưng mà mình đoán sơ qua thì đây sẽ là cổng 24 pin của mainboard này, cổng 8 pin của mainboard tiếp, và đây là những cổng về của cấp nguồn cho VGA. Còn lại sẽ là cấp nguồn cho ổ cứng các thứ. Và đây full module. Rồi tất cả linh kiện ở bên trong bộ nguồn này sẽ là tụ nhật nhá. Vì nó là tụ nhật thế nên chất lượng của nó các bạn hãy cứ yên tâm đi. Rồi bộ nguồn này sẽ đảm bảo là chuẩn 80 plus gold, thế nên mức giá của nó cũng sẽ không hề cao đâu, sẽ vào khoảng tầm dưới 4 triệu đồng. Thế nên là một mức giá khá là hợp lý cho một bộ nguồn 80 plus gold, rồi là công suất 850W. Mà đặc biệt nó là có thương hiệu Aorus, nó sẽ tạo ra sự đồng bộ về những linh kiện ở bên trong bộ cây của các bạn. Và vừa rồi mình đã giới thiệu cho các bạn những sản phẩm mới của Gearbyte. Ý kiến của các bạn như nào hãy comment bên dưới nhá. Và tiếp theo sẽ là những sản phẩm khác nữa.